Đấu La Đại Lục phần 2 tập 923, Hoắc Vũ Hạo băng cực thần tinh phần 2, tuyệt thế đường môn. Trong nội tâm của Vũ Hạo âm thầm tán thưởng một tiếng, lật tập trung tư tưởng suy nghĩ. Môn hộ dần dần mở ra, Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên, chui vào. Bên ngoài rõ ràng là Hàn Tuyền, nhưng môn hộ trong tựa hồ còn có một lực lượng kỳ dị, dĩ nhiên khiến cho Hàn Tuyền không có chút tích góp nào cả. Coi như là Vũ Hạo chui vào, trên người dính Hàn Tuyền nước vậy mà cũng đều bị kỳ dị lực lượng loại bỏ, cả người lập tức trở lên khô mát. Lương theo phần khô mát này, đồng thời đếm đấy, còn có mãnh liệt hàn ý cực hạn. Một cỗ sóng lực lạnh mang theo cơ hồ mắt trần có thể thấy được, băng nguyên tố đánh thẳng vào thân thể của Vũ Hạo. Nhưng tiếc rằng bọn nó cũng chỉ là có thể dừng lại tại mặt ngoài ở thân thể của Vũ Hạo, chính là có băng hoàng hộ thể. Chẳng những không thể nào tạo thành tổn thương gì, ngược lại làm cho trong cơ thể của Vũ Hạo đã chuyển hóa làm cực hạn chi băng hồ lực lập tức trở lên hoạt dược. Dù hiện tại Vũ Hạo sử dụng băng đế vũ hồn, tinh thần lực của hắn phát ra cũng có thể cảm nhận được ở trong động quật. Động quật cũng không tính quá lớn, bên trong răng giấy không biết là tiền khoáng thạch, nhiệt độ cực kỳ thấp. Dưới mà trước khi hắn cảm nhận được băng tuyền mất đi không sai biệt cho lắm, nhiệt độ đủ để cùng với hàn cực băng tuyền so sánh. Nếu như Vũ Hạo bây giờ còn là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hàn cực băng tuyền lực thực lực, chỉ sợ rằng loại cấp bậc này nhiệt độ siêu thấp xuống đều khó có thể chịu được. Không có lóng lòng xâm nhập, Vũ Hạo tại cửa động cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời tinh thần chi hải ở trong hướng băng đế phát xa kêu gọi. Tuy nhiên không biết rằng ở chỗ nào có thuộc tính băng bảo bối gì, nhưng loại cấp bậc này hàn ý cũng không phải có thể tùy hình thành. Cho dù là tại cực bắc chi băng hạch tâm vòng quyển cũng không có xét lạnh như vậy. Bích quang lập lòe chiếu sáng hết thảy xung quanh, băng đế lặng yên không tiếng động xuất hiện ra ở bên cạnh của Vũ Hạo. Trên người của hắn quang mang lập lòe đem xung quanh chiếu sáng. Vũ Hạo lúc này lập tức nhìn ngây dại. Không chỉ là Vũ Hạo, băng đế cũng đồng dạng có chút ngốc trệ. Trên người băng đế hào quang màu bích lục chiếu rọi xuống, ở trong động quật còn có một loại gần như ảo giác giống như là địch mỹ lệ. Hào quang màu bích lục lập lòe, toàn bộ ở trong động quật này hoàn toàn đều là do các loại tinh thể hình thành, tinh thể trích vì bích làm sắc, trong đó rất có thể là vì trên người băng đế bích quang sở trí. Bản thân hắn hẳn là màu xanh đậm đấy. Tinh thể óng ánh sáng long lanh, bích quang chiếu rọi xuống tràn đầy như mộng ảo đích mỹ lệ xinh đẹp. Loại này là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đấy. Phảng phất làm cho Vũ Hạo dùng cùng với băng đế đã đặt được mình vào trong tiến cảnh. Mặt đất, vách tường, đỉnh, khắp nơi đều là loại tinh thể này, có lớn có nhỏ, không đồng nhất mà cũng là cao thấp không đều, tỏa ra ánh sáng lung linh, sâu cạn không đồng nhất, bích làm sắc chiếu rọi ở trong động huyết động rõ ràng rành mạch. Băng đế, đây là cái gì vậy? Vũ Hạo lúc này thản thở hỏi. Băng đế có chút đờ đẫn nhìn lời này, sau đó thân hình lóe lên liền phiêu bay ra bên ngoài. Nàng mặc dù là thân thể của hồn linh, bản thân càng là tinh thần thể, nhưng đối với thuộc tính băng lực lượng tương tác là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Có thể cảm giác được nàng bay xa, sau đó trong động quật dòng nước lạnh lập tức hướng phía nàng hội tụ tới, vây quanh nàng xoay tròn. Cái này hình như là trong truyền thuyết vạn năm huyền băng quật. Làm sao có thể ở chỗ này vậy mà có một vạn năm huyền băng quật tồn tại? Trời ạ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Băng đế thanh âm cơ hồ lập tức trở lên cuồng loạn. Phần kia ở giữa kim bộ vẫn là Vũ Hạo lần thứ nhất nhìn thấy. Không, không đúng. Tại đây không phải là vạn năm huyền băng quật. Đây là vạn năm huyền băng quật xem lẫn băng cực thần tính. Nếu như là nhiều băng cực tinh thần như vậy, nhất định có vạn năm huyền băng quật tồn tại. Điều này thật sự là bất khả tư nghi. Các ngươi thế giới nhân loại ở bên trong vậy mà có chỗ như thế này xuất hiện. Làm sao có thể? Băng đế có chút giống như điên cuồng ở bên trong động quật không ngừng bay múa. Trên người của nàng, quang mang cũng đã xem trọn cái động này chiếu sáng. Động quần cũng không tính quá lớn, nhưng vào phía ở trong kéo dài, ước chừng chỉ có 30 thước. Nhưng mà Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng, trong quá trình băng đế phi hành động quật rõ ràng có một cỗ màu xanh nhạt quang vụ vây quanh nàng xoay quanh. Quang vụ nhiệt độ siêu thấp mà ngay cả hắn cũng không khỏi có chút là xem thế là đủ rồi. Nhiệt độ thấp như vậy, quả thực là bất khả tư nghị. Băng đế ở trên không trung trọn vẹn bay múa gần một phút đồng hồ mới dần dần ngừng lại. Vũ Hạo hơi thở hàn khí, đã cảm giác được mình cùng với nhất định phải là thúc giục cực hạn chi băng hồn lực mới có thể ở trong đó hàn ý hóa ra đi rồi. Nói một cách khác, nơi này nhiệt độ rất thấp, thậm chí là càng vượt qua cực hạn chi băng của hắn, đến gần vô hạn độ không tuyệt đối. Vũ Hạo, ngươi là làm sao tìm được chỗ này vậy? Ngươi là làm sao tìm được? Băng đế rốt cuộc là khôi phục lại vài phần ý thức, một lần nữa trở lại trước mặt của Vũ Hạo, tay nắm lấy bờ vai của hắn, mặt đẹp trừ hưng phấn ra còn có vẻ sầu não.
Đây là ta có một vị trưởng bối dẫn ta tới, là bọn hắn tông môn sở tái. Băng đế, ngươi đến cũng là như thế nào vậy? Vạn lâm huyền băng quật là cái gì? Băng cực thần tình vậy là cái gì vậy? Băng đế thở sâu, miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, chậm giọng nói. Vạn lâm huyền băng quật tựa như là thuộc tính băng cực hạn chi lực. Cực hạn trên bên trong cực hạn, ta thấy một ví dụ như là người sẽ hiểu. Nếu như ta cứ muốn tuyết đế có thể tại trở thành người hồn linh trước khi mà tìm được một chỗ vạn năm huyền mong quật, như vậy chúng ta căn bản cũng không có khả năng tìm kiếm phương pháp đột phá. Thực lực của chúng ta tất nhiên có thể đột phá bình cảnh ngay lúc đó. Ở đây không lâu tương lai tất nhiên có thể cùng với thú thần đế thiên so sánh hơn thua. Nói thẳng thắn hơn, vạn năm huyền mong quật đối với chúng ta tu luyện thuộc tính bằng năng lực, cái kia chính là chí bảo thì chí địa. Thần thú vì cái gì có thể trước sau 8 lần đột phá bình cảnh, một bước đã tới thú vương chí vương, không người nào có thể định đoạt hoàng cảnh. Cũng là bởi vì hắn lắm sướng một chỗ bí bảo chi vật địa như vậy. Thì ra là tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm vòng quyền trung ương tính mạng chi hồ, lương tựa theo chỗ đó, khổng lồ sinh mệnh lực, tâm bồ hắn mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà trên thực tế, tính mạng chi hồ là có thể thoải mái thuộc tính hồn tú đấy, không chỉ là hắn bởi vì là sinh mệnh thuộc tính nữa. Mặt khác, tính mạng thuộc tính cùng hắn tự thân là hắc thuộc tính bóng tối cũng không phải là hoàn toàn phù hợp. Cho dù là tình huống như vậy, hắn đều có thể tu luyện đến trình độ bây giờ, mà vạn năm huyền mong quật này lại cùng với chúng ta thuộc tính băng hồn thú hoàn toàn phù hợp. Hắn trình độ quý giá không có chút nào so với tính mạng chi hồ chênh lệch. Nghe nàng vừa nói như vậy, Vũ Hạo cũng lập tức chấn kinh. Tính mạng chi hồ hẳn là thấy tận mắt đó. Ở đằng kia tính mạng chi hồ lời trọng yếu, nhưng có thêm sinh linh chi kim tồn tại. Hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, cơ hồ là ngưng tụ thành bộ tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh lực mạch máu. Mà băng đế ở trong miệng nói vạn lâm huyền băng quật có thể cùng với tính mạng chi hồ so sánh, đây quả thực là bất khả tư nghị. Băng đế, chẳng lẽ cực hạn cực bắc hạch tâm vòng quyển không có vạn lâm huyền băng quật hay sao? Vũ Hạo hỏi. Băng đế ánh mắt có chút ngốc trẻ, giống như còn đắm chìm ở trong lộ tâm không thể tưởng tượng nổi ở bên trong. Một thanh âm khác ở phía sau vang lên. Có, chỉ ít là có một cái. Quang ảnh lóe lên, thiên mộng băng tầm xuất hiện ra ở bên người của băng đế. Tương tự cũng là gương mặt cảm khoái. Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía của thiên mộng băng tầm. Băng đế cũng đồng dạng đưa mắt nhìn về phía của hắn, nhưng ánh mắt cũng rất là quái dị. Thiên mộng băng tầm nói, Vũ Hạo, ngươi quên ta đã từng nói với ngươi, ta vì cái gì có thể sống lâu như vậy hay sao? Vũ Hạo thân thể chấn động rồi nói, huynh nói rằng huynh phần lớn thời gian đều là ngủ trăm vạn năm. À, ta nhớ ra rồi, huynh nói là huynh ăn cá gì mà băng tủy, sau đó ngủ say đấy, chẳng lẽ nói. Thiên mộng băng tầm nhẹ gật đầu rồi nói, không sai, ta ăn vạn năm huyền băng tủy liền sinh ra vạn năm huyền băng quật, ta cũng là ở trong lúc vô tình phát hiện ra chỗ đó. Vạn năm huyền băng quật tinh hoa nhất tự như là vạn năm huyền băng tủy, là ta một người bình thường băng tầm, lương tựa theo vạn năm huyền băng tủy mang tới chỗ tốt, đều có thể tu luyện thành trăm vạn năm hồn thú. Lúc trước băng băng thì là vì ta, là vì thế mới truy sát ta đấy. Hừ, băng đế hừ lạnh một tiếng, năm đó nếu để cho ta được đến vạn năm huyền băng tủy, thần thú chưa hẳn tự như là đế thiên rồi, tuyết đế cũng sẽ không. Thiên mộng băng tầm thoải mái nhàn nhã mà nói, băng băng, không cần oán trời trách đất nhà, cái này gọi là thì dã, mệnh giá, vận mấy. Ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Băng đế lúc này giận lên một tiếng, thiên mộng băng tầm lập tức là không lên tiếng nữa. Băng đế nhìn về phía của Vũ Hạo rồi nói, ta cũng không nghĩ tới, trên thế gian vậy mà sẽ có hai tòa vạn năm huyền băng quật. Vận khí của ngươi thật sự là quá xót rồi, hơn nữa chỗ ngồi này, vạn năm huyền băng quật cùng lúc trước thiên mộng, người này gặp phải cái kia là còn không cung. Vũ Hạo lúc này ở trong nội tâm đã là đại hí, đem theo băng đế kích động bộ dáng cùng với nàng vào thiên mộng băng tâm sảng thuật tình huống. Nhìn hắn là ở trong giải nhất rồi, vô luận chỗ ngồi này của vạn năm huyền băng quật cùng với lúc trước thiên mộng băng tâm có cái gì đó bất đồng, đối với mình mà nói cũng là có nhiều chỗ tốt mới đúng. Băng đế nói, lúc trước thiên mộng băng tầm gặp phải vạn năm huyền băng quật, ở bên trong có đại lượng vạn năm huyền băng tủy tồn tại. Vật kia đối với chúng ta thuộc tính băng hồn thú mà nói là tuyệt đối bất đại bổ, là chân chính thiên tài địa bảo, cùng người sinh linh chi kim là một phần cấp tồn tại, nhưng tại đó ta cũng không có thấy được bóng dáng băng cực thần tinh. Vạn năm huyền băng quật trên thực tế tựa như là huyền băng ẩn sâu dưới mặt đất dù vượt qua vạn năm, thừa nhận áp lực khổng lồ về sau, từng điểm diễm hóa mà đến. Nói là vạn năm, trên thực tế vạn năm chi mà trời điểm mà nói, ít nhất thì phải là vài chục năm cũng là kinh nghiệm, thậm chí là trên trăm vạn năm, còn phải là tại cơ duyên xả hợp tình huống mới có thể thành hình.
Chỗ ngồi này, vạn năm huyền băng quật xem lẫn là huyền băng cực hạn thần tinh thần như vậy. Tương đối mà nói, bản thân năng lực đã là bị phân tán rất nhiều, còn có thể sản xuất bao nhiêu vạn năm huyền băng tủy sẽ rất khó nói. Nhưng nhất định là vừa rồi ta muốn nhìn là một chút tại đây, cái này không có, phải là ở trong giếng đằng kia. Cảm giác chỗ ngồi này, vạn năm huyền băng quật quy mô so với lúc trước thiên mộng băng tẩm đụng phải cái kia, coi như là nhỏ hơn một chút, cũng không nhỏ quá nhiều. Liệu có một ít vạn năm huyền băng tủy ở đây, đối với chúng ta bốn người cũng là cùng người, đều có lợi thật là lớn. Nói đến đây, băng đế lần nữa toát ra vẻ buồn bã, nàng là cỡ nào hy vọng mình không thể từ bỏ thân thể trước khi mà đụng phải vạn năm huyền băng quật, nếu như vậy hết thảy đều là sẽ bất đồng. Thiên mộng băng tẩm nói, được rồi băng băng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nói thật, muốn đụng phải vạn năm huyền băng quật loại tầng thứ này thiên tài địa bảo, đầu tiên bản thân phải có đại khí vận. Ta không sợ người không thích nghe, người cũng tốt, tuyệt đế cũng vậy, các ngươi đều không có loại số mệnh tồn tại. Ngươi là theo Trần Vũ Hạo thơm lây mới là có thể tới chỗ này. Nếu như lúc trước ngươi không lựa chọn cùng với Vũ Hạo dung hợp, cả đời đều so với khó có khả năng đụng phải chuyện tốt như vậy, cho nên ngươi chớ tự tìm phiền não. Vượt quá Vũ Hạo ngoài ý liệu, nghe xong Thiên Mộng Băng Tẩm nói lời này, sau đó băng đế cũng không có tức giận, ngược lại là nhẹ gật đầu, tự giễu cười rồi nói, đúng vậy, ta đúng là tự tìm phiền não rồi, không nói những thứ này liệu Vũ Hạo, nếu đúng phải chuyện tốt này, nhất định không thể bỏ qua, chúng ta muốn hữu hiệu lợi dụng cái tài nguyên lời này. Vũ Hạo lúc này nhẹ gật đầu rồi nói, băng đế, băng cực thần tinh là cái gì vậy, đối với chúng ta mà nói có lợi ích gì? Băng đế lại nói, băng cực thần tính, tuy nhiên bản thân giá trị không bằng vạn năm huyền băng túy, nhưng cũng là hiếm có thứ tốt rồi, nó là cứng rắn nhất là thuộc tính băng kim loại.